Có đứa đang chiếm lĩnh giường của anh sói. Anh sói mang hết sách, hết chuyện lên đây để cho em đọc. À. Không. Em làm cái gì đấy? Vào phòng anh sói chơi, tự động trèo lên giường anh, nhảy nhô nhảy nhào. Nào. Cười cái gì? Fluffy, gentle to all your book, please. Put them on the table, please. Này con mà không giữ gìn sách là tối không có cái quyển sách nào để mà đọc đâu nhá. Your shoes. Your shoes. Chân đang đi giày nhá. Pick all your book up, please. Put it on the table. Bye bye. Tidy up. Em thích bây giờ có xuống không? Zoe, bây giờ em có xuống không? Nhún nhún cái gì? Nhún nhún cái gì mà nhún nhún? Hả? Đúng rồi. Xuống dưới đất. Tuôn xuống. Tuôn xuống. Thế. Rafi, can you tidy up your book so we can go out, please? Please. Tay tay tay. Ew. Bye bye. Picking your nose. Tidy up your book so we can go. Otherwise, you're gonna stay home. We're going to be bye bye. Con dọn hết sách đi. Dọn sách cho lên bàn. On the table, please. Cho sách từ dưới mông để tuôn. Sáng tạo quá. Sáng tạo quá thôi. Zoe, tidy up. All the book on the table, please. Đúng rồi, lên bàn. Để lên bàn cho mẹ. Để sách lên bàn. Nhanh. Yeah. Rafi, book on the table, please. Con không dọn là em dọn. Zoe, on the table. Con dọn đi. Vào đi chơi được, bừa bộn được thì cũng dọn được. Sói bây giờ lại còn có một cái phản ứng là bây giờ chơi mà không vừa ý cái gì là quay ra nói I don't love you. Sách Thomas. Sách Thomas on the table. Trên bàn, đặt lên trên bàn đi mẹ. Ba bà bàn. Ba bà bàn, bán bà bàn. Ba bà bàn. Ba bà bàn, đặt lên bàn. Ba bà bàn. Ba bà bàn. Ba bà bàn. Ba bà bàn. Buffy, can you help mommy please? So we can go out. Please. Chào ngày mới tất cả mọi người. Bây giờ ba mẹ con sói chích chuẩn bị đi ra ngoài, đi mua một ít đồ này. Và tiện thể tạt qua siêu thị mua chim xăm cho hai anh em ăn trưa. Sáng nay dậy mẹ em đã giặt được quần áo, phơi quần áo và thay được bộ ga gối ở trong phòng ngủ của mình rồi. Thời tiết như đùa luôn. Mới hôm qua mẹ em vẫn còn mặc áo len. Thế mà hôm nay đã mặc quần áo mùa hè rồi. Bởi vì đang chuyển từ cuối đông sang xuân mà. Thời tiết ở bên này mọi người biết là ngược mùa với lại ở Việt Nam ấy, vì là nó nằm ở bán cầu dưới của trái đất. Nên là nếu mà ở Việt Nam là hè thì bên này là đông. Ở Việt Nam là đông thì bên này là hè. Đại loại thế. Ba mẹ con hôm nay đi siêu thị để mua đồ giúp cho bác Coren, chị cả của ba sáu chích ấy, vì bác không đi được. Nào nào nào. Hai anh em cứ từ sáng đến giờ không đi nổi ra khỏi nhà. Con đi giày vào, con đã đi vào giày vào chưa? Shoes. Anh sói, well done Rafi. You tidy up all the book. Beep, beep. High five. Beep, 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 beep. Can you help Zoe put the shoes on, please? Zoe,
Con đi giày vào đi để đi nào. Nhanh. Đi giày vào. Chá. Đi giày chứ không phải là kẹp giày vào nách. Đi giày vào chân cơ mà. Nhanh. Rafi, can you help your sister please? Yeah, okay. The bag I know. Yeah. No. Cái túi này, cái túi bin bag này để vào đây. Oh. I want clap. You want clap that? Well, mommy fix your hair. Look your hair, Raphael. Tóc con đây này. Nào đưa đây cho mẹ. Mẹ chỉnh cái tóc này cho. Thế. Tóc cứ bay lật từ bên này sang bên kia thế à? Okay. Nào đi thôi, let's go. Đi thôi. Shoo. Dây. Có một chiếc nữa. Em chích. Dạ. Đi thôi. Đi. Em nói đi. Đi. Mẹ em tháo toàn bộ vỏ gối ở ngoài này để giặt nữa. Cái chăn hồng ngoài này nữa. Đi. 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 Đi monkey. Đi. Ôi giời ơi, xách giày. Con đi giày như mẹ đây này. Xách lên tay như thế. Con cầm thử xem nó có nguội không. Baby, đúng rồi. Em nhìn thấy em bé đi qua cửa sổ. Baby. Zozo. Nguội chưa? Sói xem nguội chưa con? Con xem nguội chưa? Hot. Nóng à? Nóng. Thổi đi. Thôi. Con Rafi. Nóng lắm. Ouch. Nóng lắm. Con đợi một tí nữa. Mẹ em vừa chạy vào siêu thị mua gì đây? Mua bánh mì này, thuốc nhuộm tóc cho bác Corin này, súp lơ trắng này, với lại nước uống mocha sữa. Cái này ngon lắm. Nó có cả vị sô-cô-la nữa cơ, nhưng mà mình thích uống mocha. Raphael, con làm gì đấy? Mẹ em đang đợi cơm. Nóng không? Con nóng không? Con nóng không? Cũng không nóng lắm nha, mẹ kéo dịch cái ghế vào đây nhá. Đây. Đây con ăn đi. Con ăn đi. Anh sói đùa một lúc là tóc gọi là tơi bời luôn, tả tơi rơi rụng luôn. Ăn đi. Nhóm. Hôm nay các anh các chị quay trở lại trường đi học rồi đây. Chút chút chiều. Vẫn nóng mà. Ồn ào quá, ồn ào quá. Thấy anh ồn ào là em cũng ồn ào tát cho. Ừ đúng rồi. Đúng. Chị ơi, đúng. Đúng. Đấy, ăn đi. Không phải đậy lại, con cứ mở ra cho nó nguội. Con nóng nữa đâu đấy, con cắn đi. Cắn một miếng nhỏ thôi. Thế, từ từ rồi nó nguội dần. Dạ, nham. Ngon. Em nói ngon. Ngon. Sở trường của em chích. Xoài thái ngọt. Em thích toàn những món mẹ thích nha. Na. Ngồi vào lòng mẹ. Ngồi vào lòng mẹ làm gì? Na. Ting 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 ting. Dạ. Thế không đi ngủ chưa? Không đi ngủ chưa?
Đi siêu thị chơi, ăn trưa rồi, về đến nhà cũng chơi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà không đứa nào chịu đi ngủ trưa cả. Mẹ em thì mắt cứ díp vào. Raffi, who knocks the door? Có ai như mẹ sói chích không? Gọt xoài ăn để chống buồn ngủ đây. Ai nhỉ? Oh, is that Chloe? Yes. Whee-hee. I'm here. Is it? I got a prize for Raffi and it's Oh wow! Chị Chloe với anh Oliver vừa đi học về. Do you know we what I'm saying? Deadpool, I say you just finished school. Deadpool. Hiya! Deadpool. Coming in! It's Deadpool. Coming in! We saw. Hi Kenan, you wanna come in? In the morning, we saw Uncle the pal, the pal. Best pal, yay! Okay, come in, come in. Yeah. Morning, we saw Uncle Ross on news. He was on his phone. Is he it? He had a black jacket and pants. Yes, he and he was behind a gate. Yeah. Oh really? On his phone and next to the bus. Oh wow! On the news. I didn't see that. What? Be careful! Be careful! Protect Zoe, guy. Protect Zoe. What's down there? Oh my god, it's a bullet. What's a bullet? What's there? Jump, 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 jump. Em đang muốn nhảy. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Do some rabbit jump. Woohoo! Be careful. Oh, be careful, guy. Be careful. No, guys, stop. Anh Oliver bảo vệ Zoe. Yeah. This is our side. No. No. Woohoo. Be careful, Chloe. Oh. No. Not too close to Zoe, monkey. Just get away from Zoe. Yeah, monkey, not too close to Zoe. Is she gonna fall off? I believe I can fly. One, two, three. I believe I can fly. No. I wanna play. Yeah. Yeah, be careful, far away from the baby. Go. Get Oliver. Oliver, protect Zoe. Woohoo! Yeah. Anh chị nhảy nhiều quá, em muốn xuống rồi. Ok, Oliver got ya. Aww. Thank you, Oliver. Thank you. Thank you. Thank you. Mommy help. Mommy help. Okay. Oh, yeah. Bye. Thank you. I can fly. Whee. Chích không? Chích nhờ con nhờ. Thôi mình đứng dưới này mình chơi nhé. Mình không nhảy được, mình đứng dưới này mình chơi. Okay, wait. Sit down. Sit down. The snake might out there. Hmm? Yeah, the snake. There my snake down there. Mấy đứa chơi biết bảo ban nhau lắm. Có xe từ xa xa nó bắt đầu chạy vào. Xe tới đây. Zoe,
Zoe! Rafi, cover your mouth. Come back here, Zoe. What are you doing? Come here, Zozo. I think something hurt Zoe's feet. Oh. You ready? Yeah. You okay? You have it. Yeah. Did she hurt her feet? Oh, đừng zoom mẹ xem nào. It's okay, just a little one. It's okay. It's okay now. I think the stone on the street. Em đi vào viên đá. Em đi vào viên đá, anh Oliver phải bế em lên à. Yeah. It's about to go to the window. Em thích can tội chưa không ngủ chưa. Nên là đến lúc ngồi ăn tối thì là em cứ gà gật. Em ăn hết một cái bánh patty pie này và một miếng sausage roll nhỏ nhỏ nữa. Sau đấy là mình cho em đi tắm và đã đem về cuối để em ngủ. Còn sói thì ngồi ngoài phòng bếp ăn tối với anh Oliver, chị Chloe và anh Kinnan hàng xóm. Ở nhà thích lắm. Sói chích cứ buổi chiều là có anh hàng xóm chơi cùng này, có anh chị em họ này. Vì hiện tại là Oliver với Chloe ở bên nhà ông bà nội sói chích ấy. Còn bây giờ thì mẹ em sẽ cho sói đi thay quần áo, chỉ lau người qua cho em thôi. Em mệt rồi, em buồn ngủ rồi mà. Sau đấy mẹ em đi tẩy trang và mẹ em cũng ngồi dựng vlog, gọi điện cho ba em. Ba em tối nay là sẽ không nói chuyện được với hai anh em rồi. Thì tí nữa gọi là hai anh em đi ngủ để ngày mai vậy. Ba em với mẹ em tâm sự vậy. Ngày nào mẹ em cũng có một cái ngày gọi là chỉ ngồi ngắm hai anh em chơi thôi. Và hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye. Sói lôi cả cái túi pin pack lên đây để làm gì không biết đấy. What? Con làm gì đấy? Sao con lại đắp lấy cái túi pin pack đắp vào người á? Trông con giống con sen lắm. Rafi, you look like a snail. Are you a snail? No, I can't walk with that one. My leg's not moving. How? How come? It's sleeping more, but my hand not escaping. You're not escaping. Are you tired? No, I'm not escaping. But just look at my back. It's all scrunchy. All crunchy. Why? Tự nhiên nói chuyện bảo là con không di chuyển được. Trông con giống con ốc sên lắm ấy. Này, đây là cái vỏ con ốc sên à. Are you a snail or you a what's that called? A slug? I don't like a look like a snail. Hôm nay sói biết nói, bảo em Trích là ra đi, em đi ra đi. Ra khỏi phòng này này. Mẹ em quay ra bảo là con phải nói tiếng Việt với em thì em mới đi ra, thì em quay ra chứ. Em ra đi, em ra đi. Nhưng lúc đấy mẹ em không cầm máy. Bây giờ mẹ mới phát hiện ra là sói thay quần áo từ lúc nào thế này. Sáng nay mẹ mặc cho con quần áo khác mà. Áo trắng bác mang cơ mà. Với quần kẻ. Like me. Em kể chuyện gì mẹ cũng không hiểu luôn. The room this big. And a bushel is this big. And this big. Oh. And this big. Oh. How big's your room? Big. Big. Okay. Do you wanna go get changed? And then mommy read your book? Mommy, read Rafi a book, and then go to sleep. Yeah, can you say night night? Look, you look like a snail. Look, are you a snail? Con nhìn con giống con ốc sên không? Huh? Bye bye snail. Bye bye snail. My tummy like big. Your tummy like big. Sói bảo cái bụng con to chưa? Ok, say bye bye. Bye bye. Không nói nhẹ nhàng chứ.
Rồi, hẹn gặp lại mọi người. Hát ba cô. Mọi người. Ngày mai ạ. À. Úi giời, con sen. Con ốc sen của mẹ em. Ốc sen, ốc sen, ốc sen. Say bye bye then. Say bye bye then. Bye bye. See ya. See ya. Tomorrow. See you tomorrow. Blow kissy. Thơm gió đâu? Ơ, thơm gió tay như nào? Ơ. Ây. Thơm gió tay nào? Bye. Boom.